Gấu gấu đi đâu rồi? Gấu gấu mất rồi. Quá chừng cái đồng nó ngon rồi nè cả nhà. Mới có nước. Tối nay mình chiến ở đây. Nguyên khu này luôn. Mới mưa xóm lớn. Nước mới tinh luôn. Tối nay mình làm cái trung tâm ở đây rồi cái mình chia ra. Mới lo đại đó. Nước xài đó. Nước xài đó. Nước xài đó. Mình đi cấu chỗ vườn cam kìa. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở đồng kế bên bệnh viện của Khoa Nhi Sóc Trăng. Ngày sớm có đám mưa lớn lắm cả nhà. Nước nè. Ngập hết trơn luôn. Mấy anh em bữa nay tiếp tục chở về đồng đi sôi ớt. Sôi ớt đầu mùa mưa. Nước quá chừng ngon luôn. Bữa nay thì mình làm cái danh trại ở đây. Anh em khi có đói bụng đồ lại đây ăn. Mình bắt vòng vòng khu này. Gấu gấu thì đi mua ớt, mua hành rồi. Chút mới ra sao. Giờ mình sửa soạn mình đặt cửa ngục với lú cho xong đi. Em nhắm đồng đó cái cho người qua đó. Đồng đó đó. Em ra tới ruộng máy đó. Em ra gà trồng ngoài đó đó. Em chào cả nhà. Quay cảnh buổi chiều ở trên đồng này cả nhà. Mấy anh em chọn chỗ đồ rồi trơn rồi nè. Giờ thì đợi tối rồi. Không có chỗ núp luôn. Tối bắt đầu nổ lên này có mình bắt. Đêm nay hy vọng là anh em trúng mánh một chiến. Hôm nay thì nói chung ra bắt cũng nói chung là cái gì đâu không à. Không có cái gì gọi là cái gì hết trơn. Nói chung là thức con mắt muốn lọt ra mà sao ót là bắt không có được, tức. Nước này là quá chừng ngon luôn cả nhà. Mình bố trí hai cái đuôi chuột ở bên đó. Còn hai cái hai cái 12 cửa ngục thì em bằng bữa nay giao quyền sở hữu cho em bằng rồi. Em để đâu không? Để đâu? Trong vườn chanh đó. Để bản hả? Hết cái chanh. Ôi chiều quá chừng điểm. Ta chạy hỏi ba kìa. Tám giờ mấy rồi cả nhà. Anh em đi quần quần chút coi có con gì không. Nãy giờ cũng chưa nghe nó kêu nhiều. Này chia ra gọi vòng vòng coi tình hình sao. Bây giờ anh em lại cũng ăn mì xong rồi cả nhà. Giờ thì mình đi quần quần coi có gì không. Gọi sơn cái cho biết điểm. Cá chê hả? Ê, sao bắt ta? Nước sâu quá. Có con đó đi bạn. Con nữa không? Trong đó đó. Cái chìa đĩa đó nha. Dạ, cắn dài cho đi. Khoan, đưa đó. Khoan. Cái chìa đĩa nha. Đây nè, nó lên tim luôn đây nè. Đây nè, nè. Ô, con này chậm à. Cái này cho cháu nè. Cái này cho cháu nè. Cho nó lên cạn luôn mà. À, cho nó lên. Cho luôn đi con. Ê, trở lại mắt à. Đó đi. Cút xuống. Được chưa? Phải nói được chưa? Chưa chứ gì vậy? Anh nói chứ gì vậy? Lên luôn đi bạn. Chưa cho lên luôn. Cho lên luôn cho nhỏ. Tát lên luôn đi. Hả? Tát lên luôn.
Quá dữ, quá dữ. Cá lên cọc ha. Lên cọc. Hai con. Có cá khô khô ăn cơm rồi đó. Cắn gai luôn. Chưa có nghe ếch gì hết trơn. Gặp hai con bắp tay là quê luôn à. Có cá khô khô. Coi chừng còn nữa bạn ơi. Hả? Ở chỗ đó ngay vậy luôn á. Hả? Trắng hết trơn luôn kìa. Hết cái cá chê nữa kìa. Bắt miếng đi mình ra ngoài mình. Có tôm nữa kìa. Có gì vậy con? Hai con mà. Lòng tông nó ngoẻo hết trơn rồi. Bắt luôn. Rồi lấy gì bắt, không có gì để. Nghiêng đổ vô cái vỏ. Người nào xuống phụ người nữa. Thâu những nữa. Có tôm nữa mất có ao á. Dở từ bên hạ kia cái đuôi xuống một chút nữa bạn ơi. Dở đuôi ra đi bạn. Rồi ướt rồi. Về ăn nước kìa. Nước bự không? Gì bạn, cái gì chủng chủng nha. Còn cá các bạn. Có ngót vậy. Giữ thằng nhiều vậy. Quá. Cái gì vậy? Chút như té à. Dạ còn cá gô. Gắn bự á bạn. Bắt luôn nha. Nó lủng. Tư tế coi chừng chóc cái chân đó bạn ơi. Này mình còn nhờ cậy nó tới sáng rồi. Nước đứng rồi. Ừ. Tụ nó mặn. Dữ vậy, nhiều vậy vậy. Chú và mắt nó rắn nó bốn người diễn mắt đi. Qua mấy bên kia được không? Xây xây phía trước đây nè bạn, cho anh quay. Ủa gắn rồi. Trời ơi. Nè nó bò lên trên nè. Bự. Ủa gắn bự dữ vậy. Gắn nó mà mình đỡ người ta. Sao lắc cắt. Dạ lắc cắt rồi. Cái kia không có cá vô mà cái này cá vô ha. Làm dưa gắn rồi đâu cặp cho. Quá trời gắn ngon rồi. Mập. Mập lúc luôn, tụ gắn cả nửa ký lô vậy. Bữa nay thôi có chuyện nữa rồi. Biết con gắn gồ nè anh ba. Trời nãy giờ không bắt đèn. Kìa đưa cái vỏ kìa cho đổ vô anh ba. Anh hai có chuyện với tôi nữa à. Một bóng luôn. Khoan để mình lụm nó lau tiếng bỏ nhé. Đổ, rồi lấy lên trên đổ. Đổ đại vô đi rồi lên trên đổ. Bỏ cho nó. Ủa tát hơi bị nhiều luôn á. Tôm rồi. Vậy là nấu nồi cơm ăn bể con bóng rồi. Ra lòng tông khô khô ha. Ừ. Còn đó mà bài nữa. Khô khô ra muốn luộc là được rồi. Thôi ra giữ thằng vậy cả 2 kg vậy. Nó kêu họ lên đường này nè. Nó từng đổ ngoài nha. Em ướt đít nè. Dịnh nè cái mét đây nè. Đi giữ vậy. Trời ơi giữ vậy. Ừ kìa cả 2-3 kg vậy. Cái chốt nữa nè. Cái chốt không. Không biết nữa. Lòng tông này mà ăn tới 12 giờ đêm. Rồi cái vô bự vô. Cua đang chịu rớt xuống nữa. Cái gì vậy? Ăn như vậy thì mới ụt kìa đây vậy. À có con cua đang sinh. Ừ. Cua đó ngon á. Cua hả? Bỏ vô luôn đi.
nhớ cuộn cái đuôi lại nha bạn. Với hồi kinh hạ thấp xuống chút nha anh ba. Thấp vậy hồi nước lớn á. Đuôi mà. Hồi nước lớn á. Cái gì dữ vậy? Cá không cái 3 kg vậy? Hồi nước lớn rồi. Cái này cả nhà ơi, vô tình lụng cái bóp rồi. Con gắn chà bá nện nữa. Ồ, thánh liệu sang quần nhìn thấy cưng ha. Coi cái kia có gì không? Không có là đừng đổ. Cái này ăn không hết rồi. Cái này sáng có ít vô mà. Cá trời vậy. Gì đó hả? Không vậy. Quá là tao rồi. Làm gì ăn hết thì giữ gì coi kìa. Coi nó còn sống để bằng ơi. Không làm tông ngọt hết trơn xin không. Để đi cái đó lại lại đi. Để đại đi. Ăn không có hết đâu giờ này đem lên sao? Quá trời ơi. Để đại đi. Lấy lên cho cô nhà bên đây nè. Ờ giờ này cô ngủ rồi. Cô lấy. Ờ giờ này bà ngủ kêu gì. Để đó đi sáng mình đổ. Để lại đi không sao đâu. Quá trời. Này cái lú này không ăn mệt luôn. Có vụ chê cho kênh hai rồi. Em phe em gắn à. Cáo giùm anh bằng. Bằng đây sao cái đuôi này. Nước bà lớn là bự lắm. Sửa lại bạn. Hả à, sao dùng dữ vậy. Để đi không sao. Dùng gì đâu. Hai đâu mất tiêu rồi. Lấy cái đồ đổ ra em ơi. Quá trời luôn kìa. Đánh liệu rồi kìa. Đứng tìm. Ôi cá chê nó ra nè. Không hết đâu, sớt ra đi anh ba. Mẹ. Giỏi mày đó. Đây đại nó. Ủa nha. Dở luôn. Ừ. Cá lồng kiến cũng nhóc. Bỏ mấy con cá bự vô rộng, có con cá chi đĩa đó nha bạn. Nè, để ra. Liều phái cười dữ. Nó đâu rồi? Nó lắp thuốc trình. Ôi, con cua. Con cua quá trời, con cua kìa em. Đâu? Cua cần kình nè. Nó đâu nốt cơm nữa nha. Tôi đi ra cái đầu cá lòng tông rồi. Tôi phi lấy không thả? Nhỏ nhỏ thả lại hết đi kìa. Có sẵn thả luôn hả? Thả đi, mình bắt tép với cá lòng tông. Thả đừng có dơ giò thôi. Đi đây. Đi đâu? Đi qua bển lửa kìa. Tép lúc luôn quá trời. Quá trời tép ơi. Anh hai nghe tép hai lại rồi đó. Mời hầm đu đủ anh ba. Thử quá trời. Kinh lái gì mà thấy cái hắn lưỡi cái đầu đi luôn. Ôi còn lên con cái gì nữa. Ủa sao cái đường đó vậy mà tép ruộng dữ ta. Ừ. Không ai bắt á. Thả đi mình lấy tép với cá lồng tông thôi. Cái đĩa này anh ba. Cái đĩa này.
Thôi, để đâm giống em rửa nữa. Nét này nó có phi nhóc thả trên đây nó cũng đi xuống được hết nè, có nước mà xuống được hết rồi. Lấy cái chảo ăn lụm lòng tông ra bếp dám nhiều hơn lòng tông á thánh liệu. Dạ bỏ đã cho tao đi nè. Còn cá gô bự gì hả? Dạ mình bếp quá trời ngon rồi. Còn cái bếp đâu hết rồi. Đi qua bển chữa nước sạch bằng á. Quán lửa lửa đậm giúp ra đi. Dạ bỏ qua bên đầu này nè, nước sâu. Dạ luôn. Rồi tép quá ngon luôn. Cầm tay em quá. Sạn bắt nồi cơm đi. Mình có mồi rồi mình làm cơm ha. Cái này mình ăn cá khô khô quẹt chấm gỏi rau muống nữa. Cái cá thì mình chưa có quay được cả nhà, anh em làm xong hết rồi giờ ốp nó, nhưng mà tại vì mấy con tép nó còn búng búng á, mình không có dám quay. Đợi chút bắt lên kho rồi quay. Quá chừng nhiều luôn. Bữa nay bể bong bóng luôn. Hả liệu? Ăn hết rồi con, hết rồi. Đâu em, phe cái thao con muốn nha. Trộn chanh đường. Mấy em nè, mấy em lên bếp hết rồi cả nhà. Đều ngồi ở ngoài nước lên bếp. Hôm nay được ăn cá chốt. Tép nhiều hơn cá lòng tao mà. Mình thấy vậy chứ mà tép nhiều ha. Buổi sáng nước lớn mới giữ nữa nè. Sáng 13 giờ. Thiếu dầu thô. Làm gì làm đi, đôi chuột hết vô 20 con hết rồi lên 32 thôi. Bạn cười kìa. Kệ đi, cười đi. Rồi sáng ai cười lại. Cái này mình kho. Mình kho kẹo kẹo. Thì không có ếch cũng có cá lồng tông cũng nhiều à. Tôi ngồi hồi tôi muốn cười mình luôn kìa. Bỏ vài trái ớt vô em. Ớt vô. Người hồi đi muốn cười hoài luôn kìa. Ví dụ anh hai bay đi nè. Chút nữa thì nguyên chiếc tàu buông đụng gầm mày. Anh hai nói tao không có chuẩn bị. Tưởng anh liệu đem cá lại phe không à. Ai ngồi đâu. Cái tài đang mò kim lấy gì á. Rồi chanh trái bự lớn. Cái cái tô vậy chứ chanh á. Chanh núm hả? Không phải. Cái chanh nó như cái bự vậy đó. Rồi, chanh hạt. Chanh hạt. Ba ngàn. Chanh không hạt. Không phải chanh gì á. Chanh giấy hả? Chanh. Ồ anh ba nói trai đó biết rồi. Cái chanh nó như cái bự vậy đó. Biết rồi biết rồi. Chút. Bự vậy đó hả? Ừ. Biết rồi. Biết trái gì không? Ta kêu là chanh á. Trái chanh mình đó không? Là ta kêu bằng chanh. Nó vậy không, không biết tên, nó kêu tên vậy, nó kêu chanh thôi. Tắt đèn đi, trái chanh. Được rồi, con Tư trồng cá ăn cây với người ta trồng cây. Được rồi đó, tắt lửa đi, chừa nước nước mình chấm. Chanh ơi, ừ, chanh đó là kêu là chanh trái bưởi. Hét hét. Chanh trái bưởi. Rồi cả nhà mình nhập tiệc đi. Rồi cả nhà dùng cơm. Quá trời tép rồi nhà. Cái nhà dùng cơm kia cả nhà. Cơm. Rồi cả nhà dùng cơm luôn á. Ba cả nhà ăn cơm. Dạ con Min hấp bai luôn. Hấp bai. Cô Min hấp bai. À liệu. Được không? Im không? Quá trời ngon anh Bình ơi, bữa nay
Tép luôn. Chấm tép luôn. Lớp tới luôn rồi. Chảo tép luôn. Bình này vô có gì mà muốn nhận bình mình bẻ bẻ cỡ rồi bỏ cái ngọn nấm bao luôn bỏ rồi ngon ngon những cái gòn một cái luôn không có dai luôn nha cái gòn không muốn non mà không mà giấc tối có miếng cơm gì mình ấm lòng lắm Dũng lòng tin ớt ớt biết có hay không chứ có đồ ăn gì là mừng rồi. Có kêu ít quá ta. Có khi nào có người ta bắt trước mình không? Mà ngày hôm qua mưa nước chưa có đủ. Bữa nay nước mới đủ nè. Quên. Dặn cả một giờ là được thế. Ừ. Cả một giờ mà người ta biết cách làm. Đêm nay trúng hơn rồi. Đêm nay trúng cá lồng tông. Bây giờ là trúng cái chảo này lắm đó. Với anh hai nãy bắt được con gắn nữa anh chị. Quay qua đụng gắn sao anh hai? Hết hồn cho biết tên. Nấm đồ chạy ra trước. Còn đâu bảo hơn chưa cậu buông đụng rồi. Nếu mà nên á đi gặp con gắn là bỏ gắn đi đó. Không mà tới anh có coi cái video mà cái thằng đó nó cuộc gắn vô lưng quần thằng kia nó đang làm gì đó mà nó nhìn lại nó thấy gắn sau lưng nó bắt đầu nó chạy nhảy mấy cái mương đó coi video nó cười muốn khùng luôn kia nó chạy quá trời rồi nó chạy nó nhảy mương không à biết nó diễn nhưng mà nó chạy kịch liệt luôn diễn có tâm còn anh hai còn anh hai còn dài thế anh gắn là bỏ đi đó tới mùa cắt lúa tới này nè mới hai dính trưởng nhiều rồi mùa cắt lúa này chuột với gắn dữ lắm cá cũng dữ nữa giống mùa đó đâu có sợ gắn mà hết sợ gắn nhiều lắm cầm kiếm rồi hết sợ luôn cái đợt đó mình bắt đâu mười mấy năm ký gắn đó anh xin mười mấy ký đó còn thua cái đồng mà đi ra nổi gì liêu tú mới giữ bắt ơn bàn nam bậu á quá trời dữ luôn gắn rồi chuột cua cha bắt chút thôi một vỏ lúa cua hết rồi hai con mắt lên nè nè ớt này tôi mới nghe nó kêu gột nó nhảy nè đâu đi chung đây tôi dầm thấy nó trên nó rồi nó nhảy đây đứng nữa bắt nó nè cái đực bắt đực bật bằng bắt dính hai cá chi vàng không cá chi trắng đâu hai cá chi vàng thiệt bự con này con nhỏ thấy đó nó có lên dưới này nó lên nè không liệu ơi mới nghe nó kêu gõ qua xéo bên đó đó đưa cái đầu qua đó hả thánh liệu con nó kìa cái được đâu cả ít cái mini bự cũng thánh liệu nó hướng về bên cái hướng cái lo mình không á đâu con ếch này bự nè thấy trứng quá cực hết hồn
mình về bắt gắp trái không nhỏ, gắp được bự ta. Hai con sắt đây. Ba con hả? Con Lý. Đi phải cầm cái móc đi theo luôn đêm. Vô hang luôn cũng vậy. Với người, với vườn lăng lên trên đây. Khoan để gọi đang chút. Mệt. Cái gì? Mấy con? Đâu? Thấy tụi nó quay đầu xuống liền đó. Nó chạy á. Bắt đi nó liệu. Hai lại bắt con nè. Đâu? Cho anh hai bắt nè. Ờ. Nè anh hai. Đây nè. Đây nè. Hết được. Được đang thu lụi. Thôi thôi thôi. Rồi coi cái hai cái 12 cái ngục á. Bận coi trước hay gì. Rồi tới lò mình nè. Để đó cho coi có cái nó ôm quá nhỏ rồi cái bên rồi nghe nó kêu mà chúng nó bự người nhỏ xíu để coi hồi nó có ôm mấy cái để đại nó đó đâu rồi nó tiêu rồi cái gì đó. Bữa nay tình hình không có trúng nổi đâu. Ít đực ra tới lo mấy con đầu tiên nó nhỏ như vậy là bể ếch không có nhiều. Bây giờ bắt có một con bự một hình như chút chút không bốn con tắt đèn chút anh ba nghỉ chút ơi nghỉ chút ơi coi tình hình coi sao thấy mèo quá có một con thả đằng cái lo nhỏ quá nó lại tới lo luôn á gấu gấu bữa nay ngủ nè ngủ bữa nay không văng mùng luôn hả ờ để đằng gần 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 lo đi coi nó kêu anh hai nó nằm đại trên bàn ngủ rồi đúng không nó bịch hết hồn hết rồi trời ơi bữa nay gặp cái gì đâu không à ở này có một con mắt một nó đực tản thằng rồi có một con mắt hư hết bóng đèn nè dạng hết hồn luôn mà đứng kế bên nó kêu trong cái miếng dũng bên đây ở ngoài lo không kêu một con nữa nãy mới thả một con ngoài lo rồi ôi không phải không phải mới bắt dính con ếch chà bá mà nó có một con mắt một à ở đằng lo mình ngon vậy mà không có lên
ở đây đèn sáng mà nó lên cặp hay lẻ. Trên ba nhổ cái lò lại. Ai mới lộ ngang đục ngầu nè. Này có chừng hai con á Thắng Liễu ơi. Ít cái. Có chừng còn nó trực nữa đó. Nè. Thấy tôi nó lé liền kìa. Nó lé liền hả? Ừ. Cái lượng con nào? Được con ít, được con mắt màu à. Chà bá vậy. Có nè. Mới bắt bà còn nghe lên tiếng này mấy con. Để lấy cái lo lại chậm mà. Bấy nhiều lắm rồi. Ừ. Đi đây nè. Ba dưới nhiều đâu. Đi qua bên kia. Cái này bại vậy. Mới bắt chính con ít chà bá mà nó con mắt. Nó kêu mà nó ở đâu, nó ở đó, nó không đi đâu chứ. Ồ được trời, anh bắt được con bự lắm mà nó có con mắt mà. Nó đuôi nó không thấy anh, nó bởi kêu hoài, anh mới đi lại tới bên bắt được nó luôn. Bỏ đẳng rồi. Thiệt. Con ếch lại lo thì bằng ngón vô cái hả? À. Thả luôn. Trời ơi, cái gì vậy ta? Nay hôm giờ bắt được con nào anh hả? Nãy dính gắn rồi đó. Có, nhưng mà bữa nay nước này bắt không được, nó là hư luôn rồi. Thức hoài mà bắt không được thì hang mắt cũng lọt cho sau ót luôn rồi cả nhà. Đèn bằng á. Mới mệt xuống đèn con, chú đâu mất tiêu luôn. Đây đây. Hết được. Thấy nó bốn mắt rõ ràng rồi ta. Coi vòng vòng coi chừng còn nữa Thắng Liễu ơi. Nó kêu chỗ này tới mấy con lận. Ôi sao chạy dữ vậy mắt ra Thánh Liễu. Mắt đó nghe. Chuối rồi. Hết cái đó. Ê ê ê. Kìa. Ngất cái đó, ngất này là ngất đực nè. Nhảy người hết thôi rồi. Nhảy đi con. Ừ. Nhảy mà anh nữa đi. Con chẳng sung sung nghe trời sung. Sung mà nó chạy. Mắt luôn bây giờ. Mày hả? Ít đực nữa. Đực nữa hả? Ừ. Ít cái chứ. Nè. Còn hết cái đâu đó đó. Nó kêu xiết mà. Đây hay gì nè. Đây hay gì nè. Đây nè. Nhảy. Tức là cá gì, cá lóc chảy gì hả? Nó ở sát trong bà lộ không. Anh ba đi đâu rồi? Anh Liệu. Đâu? Tuốt thẳng. Đâu? Biết hôm giờ để lo ngoài này có lý nha trời. Để ngoài nó có ra gì đâu. Mấy nghe ơi đâu nặng. Thánh Liệu lội gần gần. Đó đây tôi đi đường này. Căng hàng ngang gọi ra là gặp à. Hả? Nó nằm sát vô vậy đó.
tính hai con này có ít cái chứ sao nó không có ít cái trời. Rồi gọi mấy cái chỗ cỏ có cỏ á mà. Anh ba đâu rồi, kêu ổng lại căng hàng ngang kiếm nó. Ba ơi. Ba. Đi đâu mất tiêu rồi. Mình được mấy con rồi ta. Nó chạy nó tới bự ha. Đây mà cầm cho. Đưa cầm mát cho. Anh hai cột sợi ruột. Đó. Tập 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 anh em cuốn lo rồi về cả nhà. Cái này là khi bằng là mình vô tình đó. Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ. Cái chào bá. Nay ơi. Nè cảm giác nè. Cảm giác vô mod nè. Con ếch cái như vậy cứt bò. Ếch cái như vậy cứt bò vậy. Để cho nó liệu. Trời ơi vậy đang cạnh luôn đánh liệu. Nó quậy một cái đống luôn chỗ này nè anh liệu. Nó cá nó quậy một đống luôn chỗ này nè mình không thấy luôn nè. Nó có ra lo nhưng mà nó ra cái này nó đang cạnh. Ra luôn ha. Rồi dữ vậy. Cho anh hai bắt cái đi. Anh hai. Cái chén vậy. Cái chén thống à. Một cái. Rồi hai con không? Không đâu. Hết biết. Vậy ít cái ra đó. Sáng rồi, còn gì nữa. Vậy mình hết, vậy mình đi vòng mình không thấy luôn ha. Bỏ vô cho ổng cái đi. Hết 9 con rồi. Dạ 9 con rồi. Lấy ha. Vậy mà nằm đây em trai. Nó có kêu không? Không, ít cái đâu có kêu. Ít cái nó kêu á. Rút kêu ra. Cái này là vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ. Cuốn lo đi vô, cuốn đuôi chuột rồi đó mà còn gặp được em nó. Cái lo làm quá trời nó ra nó, nhưng mà có cái sáng tới rồi. Rồi mấy cái dũng có nước nè. Bữa nay tiếp tục bại trận. Sao bại hoài vậy? Hả? Thu xếp hành trang xong thì mình đi lại mình coi hai cái đuôi chuột coi nó có vô không. Em bằng thì đi cuốn hai cái cửa ngục rồi. Em được 9 ếch hả? Em bằng bắt cũng được 4-5 cái thê. Hai con đầu tiên mình có quay rồi, mấy con sau mình không có quay. Ba con sau mình không có quay. Coi có con ếch nào không hết liệu.
dùng con ếch làm niềm tin đây. Cá nhóc nữa hả? Không có con ếch hả? Rồi sung ha, cục đây nè, dục đây lại đi. Cũng còn có lý quá nè. À, hôm nó vô cái đó muốn hết luôn rồi. Hả? Cái này lồng tông nó chết trắng hết trời. Sao nó ngộ ta, nó vô lưới nó cũng có nước mà sao nó chết ta? Còn như là cá là con chết không? Cá chê nữa đó nha. Còn cá con cá chê nữa. Ếch bao nhiêu chứ? Không có ếch. Ếch lại xuống hồi nãy hai con hôm nay. Không có vô con ếch nữa. Bữa nay thành quả anh em mình bắt được 9 con ếch. Mình cho thắng liệu 7 con đó nè. Mình bắt 2 con, 2 con ếch với 1 con rắn. Em bằng thì bắt được 5 con cá chê. Trong đó có 2 con cá chê vàng. Có 2 con cá chê vàng thiệt ngon luôn. Có. Giờ thì gia đình mình thu xếp hành trang đang về cả nhà ơi. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.